có ơn. Đọc sách. Quyển sách bố đọc hôm nay có tựa đề Lady và Tramp. Jim Dear và vợ của ông ấy, cô Darling, đang ăn mừng lễ Giáng sinh. Đây, Darling. Ông ấy nói và tay đưa cho cô Darling một món quà. Cô Darling mở hộp quà ra và trong đó có một chú chó siêu dễ thương. Darling chưa bao giờ nhìn thấy chú chó nào dễ thương đến như vậy. Em thích nó quá đi thôi. Cô Darling nói một cách hạnh phúc. Đây là một quý cô nhí hoàn hảo. Quý cô nhí được đặt tên là Lady. Khi Lady lên 6 tháng tuổi, Darling và Jim Dear tặng cho cô ấy một cái vòng cổ mới toanh kèm theo một cái bảng tên. Con trông thật đẹp với vòng cổ của mình Lady à. Darling khen. Đêm hôm đó, như mọi khi, Jim Dear đặt Lady vào trong chiếc nôi nhỏ của mình. Lady như là cô công chúa của cả nhà. Jim Dear và Darling rất nuông chiều cô ấy. Họ đặt cách cho Lady ăn chung bàn và luôn dành thời gian để chơi với cô ấy. Lady chắc chắn rằng mình là bạn chó may mắn nhất trong thế giới hoang dã. Nhưng đến khi hè về, Jim Dear và Darling lại bắt đầu chơi với Lady ít dần. Bây giờ, họ dành phần lớn thời gian để nói về một người có tên là em bé. Ai là em bé? Lady tự hỏi. Một em bé không có gì ngoài một đống rác rồi. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Lady quay đầu lại để xem thử ai đang nói sau lưng mình. Đó là một chú chó nhìn có vẻ hơi lôi thôi. Lady chưa từng thấy bao giờ. Ôi, chú chó này sao không mang một cái vòng đeo cổ nào cả? Thiện thể, cô bé à. Tôi tên là Tram. Còn cô tên gì? Tôi xin lỗi, Lady đáp. Nhưng tôi không bao giờ nói chuyện với người lạ. Tùy cô thôi, Tram nói. Nhưng hãy nhớ những lời của tôi, Tram nói khi chạy vội đi. Khi một em bé đến, một con chó sẽ phải đi. Một thời gian sau, Lady nghe các tiếng động lạ từ trong phòng ngủ lớn. Những âm thanh nho nhỏ và nhẹ nhàng. Vào đi Lady, Darling nói một cách dịu dàng. Có một người mà có lẽ con sẽ muốn gặp. Thì ra đây là một em bé. Lady vừa suy nghĩ vừa vẫy đuôi một cách vui vẻ. Ôi, cậu ấy không có gì là kinh khủng hết. Cậu ấy ngọt ngào gần như là một con cún. Không lâu sau, cuộc sống của Lady đã trở lại gần như bình thường. Nhưng một ngày nọ, một phụ nữ nhìn nghiêm nghị bước vào cửa lớn ở nhà của Darling. Trên tay của bà ấy cầm một cái vali và một cái nôi xách tay lớn. Ba mẹ chuẩn bị đi vắng vài hôm, Darling giải thích cho Lady. Và ba mẹ nhờ con chăm sóc cho em bé thật tốt. Dì Sarah đến đây để giúp con đó. Khi đó, có hai cặp mắt màu xanh đang nhìn Lady chằm chằm từ phía cái nôi xách tay của dì Sarah. Không biết dì ấy có cái gì ở trong nôi nữa, Lady tự hỏi chính mình.
Không lâu sau, Lady đã khám phá ra hai đôi mắt đó chính là các con mèo của dì Sarah. Đó là Si và Am. Hai con mèo nhảy ra khỏi cái nồi và đi lại như thể là đang ở chính nhà của mình vậy. Chúng mình là Siamese, chúng mình là Siamese, nếu bạn không vui lòng. Chúng đe dọa. Lady có cảm giác rằng Si và Am không thích cô cho lắm. Và còn một lý do khác nữa, dì Sarah nhìn có vẻ cũng không thân thiện cho lắm. Lady nhìn một cách buồn bã khi Darling và Jim Deer đi ra khỏi cánh cửa. Ôi, đừng để con ở nhà một mình mà. Cô ấy thì thầm. Khi dì Sarah đi lên lầu để chăm em bé, ngay lúc đó, những con mèo thấy bà ấy đã rời đi. Chúng bắt đầu phá căn nhà từ trên xuống dưới. Nhưng lại ngay, Lady sủa to. Bàn tay của Lady cố gắng che chắn cho chú cá vàng và chú chim an toàn nhất có thể. Khi dì Sarah thấy mớ hỗn độn, dì ấy chắc chắn rằng đó đều là lỗi của Lady. Còn chó nghịch ngợm, dì Sarah la Lady và đuổi Lady ra khỏi nhà bằng một cây chổi. Lady thật đáng thương. Cô ấy chưa bao giờ bị ai sỉ nhục đến như vậy trong cuộc đời của mình. Buồn bã đi ra khỏi nhà, Lady không quan tâm gì về nơi mình đã bỏ đi. Miễn sao đi xa dì Sarah, càng xa càng tốt là được. Nhưng không lâu sau, Lady phát hiện mình đã ở nửa bên kia của thành phố. Cô ấy đang ở rất xa nhà và xa các bạn chó được dạy dỗ một cách tử tế mà cô ấy quen. Đột nhiên, Lady nghe một tiếng gầm gừ ở sau lưng mình. Tiếng gầm gừ từ một cặp chó dữ tợn. Trong sự ngạc nhiên của Lady, chúng đuổi theo Lady. Nhưng trước khi chúng kịp làm hại Lady, Tram đã kịp tới để cứu cô ấy. Tại sao bọn mày không chịu tấn công mấy con chó to bự như bọn mày mà lại làm phiền một cô gái? Tram mắng đàn chó. Tram đánh nhau như một con hổ. Và sau khi bị Tram tấn công lại, mấy con chó côn đồ chạy trốn thục mạng. Lady cảm ơn Tram vì đã cứu cô. Rồi cô ấy kể cho anh ấy nghe tất tần tật về các vấn đề của dì Sarah và hai con mèo của dì ấy. Cô bé đáng thương, Tram nói. Hay là mình cùng đi ăn một bữa ăn ngon và nóng hổi để làm cho cô vui lên nha. Tram gợi ý, rồi cậu đưa Lady đến một nhà hàng Ý ngon nhất trong thành phố. Thật là một bất ngờ ngọt ngào, đầu bếp Tony nói khi Tram xuất hiện ở phía cửa sau của nhà bếp. Tony rất hào hứng khi thấy Tram đi cùng với một quý cô dễ thương. Đặc biệt là việc cậu ấy gọi một đĩa mì Ý và thịt viên để hai người cùng chia nhau. Tony thậm chí còn tạo không khí lãng mạn thêm cho họ bằng tiếng đàn phong cầm của chính mình. Thật là tuyệt vời, Lady tự nhủ. Cô nhìn Tram một cách trìu mến. Mặc dù cậu ấy không đeo vòng cổ, nhưng sau mỗi chuyện xảy ra thì cậu ấy tử tế hơn mình tưởng. Sau bữa tối, Tram dẫn Lady đi dạo một cách lãng mạn trong công viên. Đêm hôm đó, hai chú chó cùng nhau nằm ngủ dưới ánh trăng tròn. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Lady hốt hoảng. Ồ không, mình đáng nhẽ đã phải ở nhà nhiều giờ trước rồi.
Ôi, hãy quên các quy định một lần đi mà. Tram đáp. Có cả một thế giới rộng lớn đang chờ chúng ta khám phá. Nhưng ai sẽ trông coi em bé? Lady hỏi. Ok, cậu thắng. Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Tram nói. Chuyến đi của họ khá thú vị cho đến khi Tram nhìn thấy một chuồng gà. Mắt của Tram sáng lên. Gà! Cậu la lên. Này cô bé, có bao giờ đuổi gà chưa? Nó vui lắm đấy. Lady chưa kịp ngăn lại thì Tram đã chạy vào giữa bầy gà mái đang kêu inh ỏi. Dừng lại! Lady la lớn. Tram thích mê việc đuổi gà nên cậu đã không chịu dừng lại cho đến khi chủ chuồng gà gọi xe bắt chó. Chạy đi! Lady, chạy đi! Tram vừa gọi vừa cố hết sức chạy. Cậu nghĩ rằng Lady đang chạy theo ở phía sau mình. Nhưng Lady chạy không đủ nhanh. Khi cô đến góc đường, người bắt chó đã bắt được cô và ném cô vào thùng xe bắt chó của mình. Tram không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô. Lady chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã ở trong chuồng nhốt súc vật của thành phố. Cô ấy cảm thấy rất xấu hổ. Cô đã làm gì mà phải vô đây vậy, cô gái đáng yêu? Chó mặt xệ bù nói. Có phải để quản gia bị lây bỏ chết đúng không? May thay, một con chó tốt bụng tên là Boris đã nói cho Lady rằng cô ấy không có việc gì để lo sợ. Những con chó có đeo thẻ tên sẽ không bao giờ ở đây lâu đâu. Anh ấy giải thích. Đúng như vậy. Sáng tinh mơ hôm sau, một trong các chú lính gác đã đưa Lady về nhà. Nhưng vì Sarah vẫn rất tức giận nên bà ấy xích Lady ở bên ngoài. Tram nhanh chóng chạy đến chỗ của Lady. Anh đã tìm cô cả đêm. Cô bé ơi! Anh reo lên mừng rỡ. Tôi đã rất lo lắng. Đừng gọi tôi là cô bé. Lady nói với giọng đầy tức giận. Tất cả việc này là lỗi của cậu. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu một lần nữa. Lady cảm thấy buồn và cô độc. Cô đã hứa với Darling là cô sẽ bảo vệ em bé. Nhưng làm sao cô có thể thực hiện lời hứa đó nếu như cô bị xích ở bên ngoài nhà? Chẳng bao lâu sau, khi trời tối, Lady trở mình qua lại nhưng cô không tài nào ngủ được. Đột nhiên, cô thấy có cái gì đó đang di chuyển. Một con chuột khổng lồ đang đi thẳng về phía căn nhà. Lady nhìn trong sự sợ hãi khi con chuột leo lên mái nhà và chui qua cửa sổ phòng em bé. Cô sủa ầm lên. Tram chạy vội tới khi nghe tiếng của cô. Một con chuột trong phòng của em bé. Lady hét to. Tram nhanh chóng chạy vào ngôi nhà. Lady cố gắng làm gãy cái xích để chạy theo sau anh. Họ cùng nhau chạy tới phòng của em bé. Tram nhanh chóng vồ lên con chuột và bắt đầu đánh nhau với nó. Tram và con chuột lăn qua lăn lại trên sàn, làm mấy cái đèn và cái ghế bị đổ. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Tram đã thắng. Tiếng ồn làm cho em bé sợ và khóc òa lên. Nghe thấy tiếng em bé khóc, dì Sarah tỉnh giấc. Cô ấy hét lên. Quay lại chỗ của mày đi, mấy con chó quậy phá kia. Xuống hầm đi.
xe bắt chó tới ngay lập tức khi dì Sarah gọi. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Tram đang đi đến chỗ nhốt súc vật. Lady nhìn một cách buồn bã khi xe ngựa dần đi. Đúng lúc đó, Jim, Dear và Darling về đến nhà. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Jim Dear hỏi. Tôi tìm thấy một con chó dại ở trong phòng em bé. Dì Sarah giải thích. Và con chó của anh đứng ngay cạnh nó. Nghe thấy vậy, Lady bắt đầu sủa và chạy lên cầu thang. Dừng nó lại ngay! Dì Sarah hét lên. Nó sẽ hại em bé. Tào lao! Jim Dear nói. Nó đang cố gắng nói cho chúng ta điều gì đó. Lady dẫn họ đến chỗ của con chuột chết nằm ở khuất sau cái ghế trong phòng em bé. Ôi chúa nhân từ! Dì Sarah thốt lên. Chó ngoan! Jim Dear vừa nói vừa ôm Lady. Con đã làm rất tốt cô gái. Ta biết con sẽ bảo vệ em bé mà. Nhưng còn chú chó kia thì sao? Jim Dear hỏi. Cậu ấy cũng rất can đảm. Để ta xem thử chúng ta có kịp dừng người bắt chó lại trước khi cậu ấy bị nhốt vào chỗ của súc vật không. Jim Dear và Lady chạy vội ra ngoài. Rồi họ nhanh chóng bắt một chiếc taxi và tăng tốc đuổi theo xe bắt chó. Cuối cùng họ cũng đuổi kịp xe bắt chó. Jim Dear giải thích với người bắt chó rằng Tram không thuộc về chỗ nhốt súc vật. Con rất thích anh chàng dũng cảm này phải không? Jim Dear hỏi Lady. Vậy thì tại sao chúng ta không mời anh ấy đến sống chung với chúng ta nhỉ? Lady mỉm cười nhìn Tram. Rồi cô ấy lắc cái đuôi của mình để Jim Dear biết rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời. Phải mất một thời gian để Tram làm quen với ngôi nhà mới. Và rồi Tram từ từ yêu thích việc trở thành một thành viên của gia đình. Jim Dear và Darling cũng rất yêu quý cậu. Không lâu sau, Tram cũng có một vòng đeo cổ và thẻ tên riêng của mình. Cũng đúng vào đêm Giáng sinh, Lady và Tram có những món quà đặc biệt ở dưới gốc cây thông. Không phải một, không phải hai, cũng không phải ba, mà là bốn chú cún con thật tuyệt vời của riêng mình. Bữa ăn đọc sách.